Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, truyền thông của nhiều nước đưa tin, tình báo Mỹ dường như đã có thông tin cho thấy dấu hiệu ban đầu rằng chỉ huy lực lượng Wagner, ông Prigozhin sẽ tìm cách nổi dậy, nhưng Washington đã giữ kín thông tin này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 27 tháng 6 cho biết, ông không tức giận khi Mỹ che giấu thông tin tình báo, cho thấy Yevgeny Prigozhin là lực lượng lính đánh thuê Wagner sẽ tiến hành một cuộc binh biến, nhưng ông cảm thấy thất vọng khi Washington mất nhiều thời gian để cung cấp vũ khí cho Kiev. Trả lời phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Kuleba nói, "Không, tôi chỉ cảm thấy thất vọng về Mỹ khi quyết định cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine, mất nhiều thời gian hơn tôi mong muốn." Theo truyền thông, tình báo Mỹ đã có thông tin cho thấy những dấu hiệu ban đầu rằng chỉ huy lực lượng Wagner, ông Prigozhin, sẽ tìm cách nổi dậy, nhưng Washington đã giữ kín thông tin này với hầu hết các đồng minh, bao gồm cả Ukraine. Bên cạnh đó, ông Kuleba khẳng định Ukraine không có bất kỳ thông tin tình báo nào cảnh báo cuộc binh biến ở Nga sẽ xảy ra. Trước đó vào ngày 27 tháng 6, chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và 4 công ty có liên quan đến Yevgeny Prigozhin nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác vàng để tài trợ cho hoạt động của nhóm này tại châu Phi. Theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ, 2 trong số các công ty bị trừng phạt là Midas Resources, công ty điều hành các mỏ ở Cộng hòa Trung Phi, và Diamville, một công ty thu mua vàng và kim cương ở nước này, cả hai đều do ông Prigozhin kiểm soát. Cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner nhìn bề ngoài dường như mang lại lợi thế cho Ukraine và Mỹ. Cùng nhiều nước phương Tây khác, trong bối cảnh Kiev cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn rất thận trọng khi đưa ra phản ứng công khai, ghi nhận của VOV. Ngay sau khi cuộc nổi loạn của Wagner diễn ra, trước các quan chức Mỹ khẳng định nước này không có bất cứ vai trò gì trong cuộc nổi loạn, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề nội bộ của Nga, từ chối bình luận về việc liệu điều đó có ảnh hưởng đến cuộc xung đột Ukraine hay không. Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng thể hiện lập trường tương tự. Theo giới quan sát, sở dĩ Washington giữ quan điểm thận trọng như vậy là để tránh việc Tổng thống Nga Putin có thể sử dụng luận điệu của họ nhằm đổ lỗi cho các đối thủ phương Tây về cuộc binh biến và tăng cường thu hút sự ủng hộ đối với Nga. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ và NATO không liên quan đến vụ việc. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông đã có cuộc thảo luận trực tuyến với các đồng minh vào cuối tuần qua và tất cả các bên đều nhất trí rằng họ sẽ không đưa ra những tuyên bố hoặc hành động có thể khiến Nga lấy đó làm cái cớ để đổ lỗi cho phương Tây hoặc NATO. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định rằng, chúng tôi đã nói rõ, chúng tôi không liên quan đến cuộc nổi loạn của Wagner, đây chỉ là vấn đề nội bộ nước Nga. Tổng thống Biden và các quan chức trong chính quyền của ông từ chối bình luận về tác động của cuộc nổi dậy kéo dài 22 giờ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Đối với người đứng đầu lực lượng này là ông Yevgeny Prigozhin với cuộc xung đột Ukraine hoặc với chính nước Nga. Nhiều quan chức Mỹ cho biết họ cũng đang đánh giá vụ việc trên sẽ ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của lực lượng Wagner tại Trung Đông và châu Phi. Theo Reuters, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã coi Wagner như một trong những nhân tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh với Nga để giành ảnh hưởng ở hai khu vực trên. Trước đây, quân đội Mỹ đã có một số cuộc đụng độ trực tiếp với binh sĩ Wagner tại Syria. Một trong số các khả năng mà Washington đang xem xét là sự sụt giảm hoạt động của lực lượng Wagner tại châu Phi sau cuộc binh biến. Trong bình luận công khai đầu tiên về vụ việc, Tổng thống Putin cho rằng các lực lượng đối đầu với Nga hy vọng cuộc binh biến sẽ làm suy yếu và chia rẽ nước Nga, nhưng họ đã tính toán sai lầm. Ông xác định các lực lượng này là những người theo chủ nghĩa phát xít mới tại Ukraine, những nước phương Tây bảo trợ cho họ và những đối tượng khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này đang điều tra để xác định liệu các cơ quan tình báo phương Tây có liên quan đến vụ việc hay không. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller lưu ý, trong suốt một tuần đầy biến động ở Nga, các nhà ngoại giao Mỹ đã liên lạc với các đối tác Nga để khẳng định rằng chính phủ Mỹ coi vấn đề này là công việc nội bộ của Nga. Ghi nhận thông tin từ VN Express, Nhà Trắng cho biết các quan chức ngoại giao Mỹ liên tục đối thoại với phía Nga trong lúc lực lượng Wagner nổi loạn cuối tuần trước. Chúng tôi theo dõi cẩn trọng tình hình tại Nga và có rất nhiều câu hỏi vào cuối tuần qua. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, ngày 26 tháng 6, chúng tôi đã đối thoại liên tục thông qua các kênh ngoại giao với phía Nga và bày tỏ mối quan ngại của mình.
Ông Kirby nói Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ hoạt động của các lực lượng hạt nhân Nga trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Ukraine tiếp diễn. Theo ông Kirby, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc thực hiện bất cứ điều gì khiến Mỹ thay đổi trạng thái răn đe. Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ cần chắc chắn Nga không có cớ đổ lỗi cho phương Tây hoặc NATO. Nhận định vụ Wagner nổi loạn là vấn đề nội bộ của nước này. Chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ không liên quan tới vụ nổi loạn, ông Biden nói. Ông Biden nhận định còn quá sớm để đưa ra kết luận tình hình sẽ diễn biến ra sao. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi liên kết chặt chẽ trong theo dõi và phản ứng với tình hình, Tổng thống Mỹ nói. Ông Kirby và Tổng thống Biden đưa ra nhận định sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26 tháng 6 thông báo các cơ quan chuyên trách của nước này đang điều tra nghi vấn tình báo phương Tây liên quan vụ Wagner nổi loạn. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Đại sứ Mỹ Lynn Tracy ngày 25 tháng 6 đã thảo luận với các đại diện Nga và đưa ra tín hiệu rằng Washington không liên quan đến vụ nổi loạn. Ông Lavrov nói Đại sứ Tracy đã nhấn mạnh rằng vụ Wagner là vấn đề nội bộ của Nga. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ông Yevgeny Prigozhin đã xây dựng nhóm Wagner thành một lực lượng hùng mạnh qua nhiều năm, can thiệp khắp châu Phi, Trung Đông. Lực lượng lính đánh thuê Wagner của ông đã bước ra khỏi bóng tối để được sử dụng một cách công khai trong chiến đấu. Vào tháng 8 năm 2022, các áp phích kêu gọi tân binh gia nhập Wagner bắt đầu xuất hiện ở các thành phố của Nga. Một tháng sau, đoạn video xuất hiện cho thấy Prigozhin đang cố gắng tuyển mộ tù nhân. Đến tháng 12, lực lượng của Wagner đã tăng lên 50.000 người. Theo John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Ông này nói thêm, khoảng 40.000 người được cho là tù nhân và những người còn lại là lính hợp đồng. Nhưng Prigozhin cũng ngày càng tỏ ra nhiều mâu thuẫn hơn với các chỉ huy quân sự và Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều vấn đề, từ kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự ở nước ngoài cho đến việc cung cấp khí tài và nguồn lực tài chính. Những cuộc đấu khẩu ồn ào giữa Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga sau vài tháng đã lên đến đỉnh điểm là cuộc nổi loạn kéo dài trong 24 giờ, từ ngày 23 tháng 6 sang ngày 24 tháng 6, với việc lực lượng Wagner của Prigozhin chiếm đóng các cơ sở quân sự tại thành phố Rostov-on-Don thuộc tỉnh Rostov, miền Nam Nga và chuẩn bị tiến quân về Moscow để làm binh biến. Ông Prigozhin bị chính phủ Nga buộc tội kích động nổi loạn có vũ trang, còn Tổng thống Putin thì tức giận gọi hành động nổi loạn của ông là tội phản quốc. Một cuộc tham khảo ý kiến giữa Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus với các bên và cuối cùng đã đi đến thỏa thuận nhằm tránh đổ máu. Prigozhin sẽ rời Nga sang Belarus. Binh sĩ Wagner không bị truy tố và được trở về đơn vị cũ. Ngày 24 tháng 6 năm 2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bóng gió đến việc giải thể Wagner, nói rằng những chiến binh không tham gia cuộc tuần hành sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Trước đó, Tổng thống Putin đã nói rằng tất cả các đơn vị tình nguyện nên ký hợp đồng trước ngày 1 tháng 7, đặt họ dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Prigozhin đã rất nổi tiếng trong quân đội Wagner của ông ta và nhiều chiến binh được cho là trung thành với ông ta. Một cựu chỉ huy của Wagner nói với báo chí phương Tây rằng không chắc nhiều binh sĩ Wagner sẽ gia nhập quân đội chính quy của Nga. Tương lai của Prigozhin cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với châu Phi, lục địa mà Wagner đã liên tục mở rộng ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của mình. Wagner có khoảng 5.000 quân đồn trú trên khắp châu Phi và các công ty liên kết với Prigozhin đã ký hợp đồng hỗ trợ quân sự và an ninh với chính phủ Cộng hòa Trung Phi và Mali. Điện Kremlin cũng được cho là đã sử dụng nhóm Wagner ở cả hai quốc gia này để kéo họ vào quỹ đạo của Nga. Giới bình luận cho rằng sự giải thể có thể xảy ra của Wagner có thể tạo ra những bất ổn mới cho các chính phủ ở châu Phi vốn dựa vào nhóm này để đảm bảo an ninh và có thể làm phức tạp thêm ảnh hưởng địa chính trị của Moscow trên lục địa đen. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.